Vâng, hôm trước có một số bác dưới hỏi âm ly đây thì nó hết. Hôm nay em lại về được mấy con cho các bác đấy. Âm ly thì báo cáo các bác là những dòng âm ly đèn này thì nó đánh cho các bác những dòng nhạc bolero cổ điển hoặc trữ tình, dòng nhạc mềm mại, trầm ống, sâu, sâu lắng. Chứ nó không thích hợp với những dòng nhạc sạc. Và đặc biệt là nó sẽ đánh những dòng loa cổ, loa buchsel, loa tannoy hoặc là một số dòng loa cổ nghe rất là hay, mềm. Con này là con mới này. Con này thì nó cũng không rẻ tiền các bác Con này nó không rẻ tiền đâu. Con này là 15 triệu 800, 15 triệu 800. Con này đang chạy với lại hai con bóng 300B này. 300B gạch ngang G. Con này là con 300B G này. Đấy. Còn hai con này thì con rẻ không nói rồi. Hai con bóng 300B nhé. Đây. Đều là 300B hết. Còn con bên này là con hai bóng 274B, 274B con ở giữa này. Đấy, con âm ly này có mức giá là 15 triệu 800. Con âm ly này em mở cái này cho bác thôi, nó còn một cái chụp bảo vệ nhé, chụp bảo vệ bằng sắt ở đây hết, chụp bảo vệ đấy, chút nữa em sẽ báo chụp bảo vệ cho bác. Còn dòng này thì em đã giới thiệu cho bác rất là nhiều rồi và có clip test trên đấy rồi, đánh cả bát 30 ồ cho bác luôn nhé. Những con này em đã test nhiều rồi. Đối với dòng này thì có hai loại, nó giống hệt nhau. Dòng này có thể đánh được bát 30 cho bác. Một con là mức giá 5 triệu 8. 5 triệu 8 là không có thu nhạc không dây Bluetooth. Còn con có mức giá 6 triệu rưỡi là có đây, có cái này này là nó thu nhạc không dây từ Bluetooth của điện thoại vào. Có nghĩa là các bác không cần cắm dây điện. Bác chỉ cần mở nhạc trên điện thoại là nó sẽ vào đây và nó phát ra loa. Đấy, đây này, nó thêm cái chế độ đấy thì là nó mất mấy trăm nghìn nữa. Còn không có Bluetooth này thì là 5 triệu 8, có Bluetooth là 6 triệu rưỡi. Đấy, đối với dòng âm ly đèn này cũng đang chạy hai bóng công suất đây, hai bóng công suất em đọc cho bác xem. Hai bóng công suất này. Bóng công suất của nó là bóng 924T. 924T. Bóng 924T ạ. Đấy, hai bóng công suất. Còn đây cái chụp của cái chóa của cái này đây nhá. Em các bác đợi em chỉ cho. Đây, nó có cái chụp nó để bên này. Các đợi em chút lúc này. Đây, cái trục của nó đây. Đây, cái trục của nó đây em chưa lắp này. Cái trục bảo vệ bóng đấy, phải có cái trục bảo vệ bóng này chứ không là nó sẽ bị vỡ. Những cái bóng này nó to quá, nó to nó khủng. Đây, trục bảo vệ đây. Em chưa chụp vào. Đấy, rất là dày. Trục bảo vệ bóng đèn này. Đấy, ngoài ra thì báo cáo các bác là đây. Tiếp tục nhé. Đây, còn một con này nữa này. Con này về đây, con này nữa để cho bác nhé, 4 triệu 8 một con, trước là 5 triệu 9 đấy, để cho bác nhé, 4 triệu 8. Con này công suất khỏe, phang bát 30 thoải mái, tấm mixer ở đây nữa. Đây, âm ly Pomex cũng về cho bác đây. Con Pomex này thì cực kỳ hay rồi, con Pomex thì đánh rất hay nhé, cực kỳ hay. Pomex 1800, con này có mức giá là 8 triệu 9, còn duy nhất một con. Hôm qua bác bảo chốt thì bác đã chuyển tiền hộ em nha, không em đã để cho người khác đấy, bởi vì là bên em chỉ có nhận tiền đặt cọc thì em mới chốt cho các bác thôi, còn nếu không không chốt một đấy. Còn con trên này là con Nobis 1DMK2. Đối với những con này thì em báo các bác là bác đánh dòng loa Tannoy hoặc Buchsel hoặc là Focus bên em ấy, Focus, Tannoy, một số dòng đánh con này phê luôn rồi, chỉ cần con này thôi, không cần thiết. Con này vừa làm âm ly được, vừa làm dè được luôn nhé, vừa làm dè, vừa là âm ly vừa làm dè nhé, âm ly vừa làm dè đấy. Còn phía dưới này là con cover hàng khủng long, em thường xuyên test loa bốt cho các bác đấy, loa bốt tức là chơi con này cho em mềm mại nhé. Con này giá 11 triệu 900, con cover này đánh hai đôi bô một lúc được, hai đôi bô công suất lớn được nhé, con cover này đấy, nhìn chưa. Vâng, chào các bác.